bài về tôi dùng với HD3 và hai bốn đặt đóng nhé. Cái sơ đồ phản ứng này các cái sản phẩm có lẽ đa phần đã nắm được rồi. Hôm trước chúng ta đã luyện tập về cái dạng mà quan hệ giữa M và sản phẩm cử và kim loại và sản phẩm cử hai loại Recording đã dùng bảo toàn e rồi. Đấy. Thì ta sẽ tiếp tục đến các cái dạng còn lại của cái bài này, cái dạng còn lại của bài này. Các cái vấn đề khác ở trong bài toán này thì chúng ta còn có thể là chúng ta cần phải tính các cái axit, rồi tính các cái muối này nữa, chúng ta sẽ xử lý nào. Rồi bài tập về muối amoni chúng ta phải xử lý nào. Thì để tính axit và muối chúng ta cần nhớ một số công thức này. Đây, một số công thức về nhanh như hôm trước thì nó khuyến khích mọi người nên chúng ta nên đẩn trước khi chúng ta thuộc công thức. Thế còn để chúng ta có thể là tính được quan hệ giữa số mol H2O3 với cả các sản phẩm khử này, chúng ta thiết lập các cái bán phản ứng này. Để thiết lập bán phản ứng thì chúng ta cũng không nói kỹ trong buổi ngày hôm nay, chúng ta chỉ lấy cái kết quả của nó để chúng ta tính toán thôi nhé. Được chưa? Ví dụ như là chúng ta có trường hợp của N2O chẳng hạn, thì chúng ta quan tâm đến là cái số mol N3 trừ này, N3 trừ này, N3 trừ nằm trong cái muối MN3 này này, thì số mol N3 trừ này chúng ta thấy là nó bằng số E đây, bằng số E trao đổi đây, 8E đây, 8E mình nitơ từ dương 5 xuống dương 1, nitơ thì sẽ 8E đúng không? Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ tương tự như vậy thôi, thì chúng ta sẽ có như vậy trong trong các trường hợp chúng ta đều thấy là số mol N3 trừ nó sẽ bằng số mol muối, bằng số mol muối. Đấy. Số mol N3 trừ thì bằng à số mol N3 trừ đây bằng số E trao đổi. Số E trao đổi là bằng số E cho bằng số E nhận luôn. Thế còn số mol H2O3 thì nó đây là 8 này, 8 này là 8 E này cộng với 2 liter của sản phẩm khử này. Thế còn một này đây là chúng ta thấy là đây là 1 E và 1 liter của NO2 này, của sản phẩm khử. Chỗ này hơi bị nhầm một chút này. Cái này là 3 cộng 1 thôi, không phải 4 cộng 1 thôi nhé. Cái này nó sẽ là 3 cộng 1 thôi. Tức là chúng ta sẽ là 3E này, cộng với 1 liter này. 3E từ dương 5 xuống dương 5 là 3E này. Cộng với 1 liter. Được chưa? Đấy. Và đối với N2 thì chúng ta sẽ là 10E. 10E đây, và cộng với 2 liter. Còn đối với N4, N3 thì chúng ta sẽ là 8E. Cộng với cả 2 liter. Chúng ta nhớ cái hệ số này. Đấy. Như vậy là số mol H2O3 ấy, thì nó sẽ bằng số E cộng với số nitơ của sản phẩm khử nhân với số mol của sản phẩm khử nhé. Ok chưa? Nên nếu như ta có bao nhiêu sản phẩm khử thì chúng ta cộng hết vào thôi là xong. Nếu đây là có nhiều sản phẩm khử thì cũng cộng hết vào. Được nhé. Còn số mol N3 trừ trong cái muối của kim loại ấy, thì sẽ bằng N cho bằng N nhận. Đấy, chúng ta phải phân biệt cái N3 trừ nhé. Bởi vì N3 trừ nó có hơi nhiều chỗ. Đây chính là cái N3 trừ chúng ta đang xét đây, trong M, N3, N lần. Để phân biệt với N3 của axit và N3 của muối amoni khác nhé. Thì chưa là cái công thức này chúng ta hiểu rõ chưa nhỉ em này? Ta hiểu rõ cái công thức này chúng ta áp dụng vào nhân tính nhé. Nhớ cho thầy công thức này nhé. Số mol H2O3 này bằng số E này, cộng số nitơ. Ok chưa mọi người? Ok rồi comment lên cho thầy nhé. Số mol N3 thì muối thì bằng số mol E cho bằng nhận. Được chưa? Nhá, nhớ công thức này nhé. Tất nhiên là chúng ta có thể nhớ các con số cụ thể này cũng được. Chúng ta có thể nhớ các con số. Được chưa? Các con số cụ thể này chúng ta có thể nhớ được rồi. Đấy thì đấy thì chúng ta nhớ nhé, số mol H2O3 này bằng số E cộng số nitơ. Số E thì chúng ta phải nhẩm được từ buổi trước. Nếu bạn nào chưa tham gia buổi trước buổi này là bắt nhẩm lại số E thì sẽ hơi lâu. Đây số E trao đổi từ dương 5 xuống dương 4 thì là 1 E này. Đấy. Số nitơ đây là số nitơ của NO2 này thì là 1 này. Đây là số mol H2O3 nó sẽ bằng 2 lần số mol NO2. Đấy nhé. Nhớ là số E này cộng số nitơ. Ta thuộc cho thầy công thức này đã, tí ta lại nhẩm lại tiếp nhé. Quá trình làm bài tập ta sẽ áp dụng liên tục. Số mol N3 trừ của muối này thì bằng N cho bằng N nhận nhé. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có công thức của H2N4 trong trường hợp mà H2N4 đặc nóng đấy. Thì chúng ta có công thức tương tự.
Công thức nó có tương tự nhưng mà thực ra là hơi khác một chút. Tức là số E trên 2 cộng với số lưu huỳnh của sản phẩm khử nhân với N sản phẩm khử. Như vậy nó khác, lúc đấy là cái số E này vẫn thế này, nhưng mà cái này chia 2. Chúng ta có thể suy nghĩ là H2 N4 hoặc N4 hay trừ cũng được, thế nên là phải chia 2. Đấy, thì chúng ta có thể thuộc luôn công thức này, chúng ta tính. Dạng bài này chúng ta hay thi, áp dụng công thức luôn để tính nhanh nhé. Còn số mol N4 hay trừ trong muối thì sẽ bằng Me nhận chia cho 2, đương nhiên nó bằng Me cho trên 2. Thì đấy, còn các cái mối quan hệ khác như là mối quan hệ giữa kim loại với muối, chúng ta áp dụng bảo toàn nguyên tố. Rồi tính muối axit thì chúng ta áp dụng ra công thức tính nhanh trên đấy. Và trong trường hợp nào tạo nên 4NO3 là bài em đang có đấy. Và nếu đề bài nó không nói rõ số sản phẩm khử và trong các kim loại thì xuất hiện nhôm hoặc kẽm, hoặc nhôm magie nhôm kẽm nhé, thì sản phẩm khử nó sẽ thường là chứa N4NO3, nhớ nhé, là không nói rõ số sản phẩm khử. Và trong các kim loại xuất hiện magie nhôm kẽm thì có thể sẽ chứa N4NO3, và trong các trường hợp đấy chúng ta thường là mặc định có N4NO3 luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ tính toán cho nó ra không, nếu ra bằng không thì chả sao cả, âm thì nó sẽ thì chúng ta sẽ xem xét lại. Đấy, thì thầy nhắc lại chúng ta nhớ hai công thức này để chúng ta làm nhé. Đây, công thức này. Đấy là công thức bên này. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các ví dụ luôn. Do đó thì từ ví dụ 1 thì chúng ta sẽ nhận. Đầu chúng ta sẽ hỏi trước đấy nhé.